Thưa quý vị, liên quan tới vụ việc các hộ dân sống tại 167 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, gian nan 29 năm đi đòi lại đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1956. Hiện tại, vụ án sắp được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đem ra xét xử. Tuy nhiên, đến nay, thì khu đất trên là một phần của dự án có tên thương mại là Five Star Westlake. Như vậy là sau nhiều năm, việc phân xử quyền sở hữu 768 m² đất vẫn chưa đi đến hồi kết. Chừng nào vụ việc chưa được giải quyết thỏa đáng thì khi đó các hộ gia đình vẫn phải lao đao trong vòng xoáy đơn thư kiện tụng. Sau nhiều bài phản ánh của phóng viên VTC14, chính quyền địa phương đã nắm được tình hình nhưng vẫn còn hết sức lúng túng trong việc cung cấp thông tin. Và đây cũng chính là nội dung của câu chuyện buổi sáng hôm nay. Để phân xử đúng sai hay giải quyết tranh chấp bất kỳ tài sản nào thì phải dựa trên các căn cứ pháp lý. Hiện nay, hộ gia đình vẫn giữ hai văn bản quan trọng thể hiện quyền sở hữu. Một là bằng khoán điền thổ do Phủ Toàn quyền Đông Dương lập ngày 16 tháng 5 năm 1944. Tiếp theo là giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất do Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội cấp năm 1956 theo sổ địa bạ số 33, tổng diện tích 996 m², trong đó trên thửa đất số 2, số 3 với diện tích 768 m² có đầy đủ ranh giới bốn phía. Đây cũng chính là thửa đất mà đầu những năm 1960, gia đình ông Vũ Văn Nga và bà Hà Thị B cho đơn vị X30, đơn vị tiền thân của công ty giày Thụy Khuê ngày nay mượn sản xuất phục vụ kháng chiến, sau đó không trả lại. Thì cái quyền sử dụng đất của cụ B và cụ Nga theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ địa bạ số 33 do Chủ tịch Trần Duy Hưng cấp năm 1956 thì xác nhận quyền sử dụng hợp pháp là cụ Nga và cụ B. Và đến nay thì cái quyền sử dụng đất đó nó vẫn đang còn nguyên cái giá trị pháp lý. Để chắc chắn về tính pháp lý của những giấy tờ này, phóng viên VTC14 đã liên hệ với Ủy ban dân phường Thụy Khuê tìm hiểu về quá trình sử dụng đất tại vị trí 167 Thụy Khuê. Trước năm 2011 thì toàn bộ khu đất 2.665 m² đất tại ngõ 167 Thụy Khuê, tức là 162 Hòa Thám, là thuộc do công ty trách nhiệm nhà nước một thành viên giấy Thụy Khuê quản lý sử dụng. Ngày 9 tháng 9 năm 2011 thì Ủy ban nhân dân thành phố có quyết định số 4202 và giao toàn bộ khu đất trên là giao cho bên công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất để chuyển đổi mục đích sử dụng thực hiện dự án đầu tư. Khi được hỏi về nguồn gốc của mảnh đất này từ trước những năm 1960, đại diện Ủy ban nhân dân phường Thụy Khuê cho biết chưa nắm rõ nguồn gốc đất do thời gian đã quá lâu. Còn Ủy ban dân quận Tây Hồ từ chối cung cấp thông tin cho báo chí. Ngày 28 tháng 2 năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Thế vì vậy mà tất cả các câu hỏi của phóng viên ấy, thì căn cứ quy định tại điều 38 luật báo chí cho phép chúng tôi xin phép từ chối cung cấp thông tin liên quan đến sự việc này. Sau khi ông Nga và bà B qua đời, từ năm 1994, các con của ông bà đã khởi kiện vụ việc đòi đất ra tòa án. Được biết, công văn 2592 năm 1996 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội nêu rõ, theo báo cáo của Giám đốc Sở Nhà đất thì thửa đất số 410, tờ 4 Thụy Khuê có diện tích 494 m², đứng tên ông Nga và bà B đăng ký năm 1943. Không thấy tên trong danh sách sổ quản lý đất theo thông tư 73, không thấy có trong danh sách cải tạo nhà cửa năm 1960. Nhưng thửa đất trên trong ngõ 167 Thụy Khuê nằm phần lớn trong diện tích mà công ty giày Thụy Khuê quản lý sử dụng. Thế nhưng, đến năm 2017, trong công văn 5932 của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Tòa án Nhân dân quận Tây Hồ lại không tìm thấy tài liệu liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất do Chủ tịch Trần Duy Hưng ký ngày 8 tháng 2 năm 1956. Do vậy, không có cơ sở xác định vị trí hiện tại của thửa đất trên. Như vậy, dư luận đặt ra câu hỏi về việc không tìm thấy tài liệu nguồn gốc đất có gây bất lợi cho gia đình ông Nga, bà B và ảnh hưởng đến kết quả xét xử vụ án. Thì tôi thấy đấy là một điều rất là phi lý, bởi vì là rõ ràng là trước đây Sở Tài nguyên Môi trường đã khẳng định là lô đất đấy nằm trong cái diện tích như thế ở cái vị trí đấy. Thế bây giờ lại trả lời là không có hồ sơ, thế thì tôi không biết là cái trách nhiệm này sẽ thuộc về ai. Hiện chủ sở hữu lô đất giờ không còn là công ty giày Thụy Khuê, mà trải qua nhiều năm giờ đây đã chuyển thành công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất CIRI, chủ đầu tư của dự án Five Star Westlake. Dự án nhanh chóng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng trên chính mảnh đất đang có tranh chấp mà không có bất cứ thông báo nào với gia đình.
cái liên doanh giữa công ty Siri và công ty giày Thụy Khuê nó có hợp pháp với nhau không? Trên cái sổ đỏ mà công ty Siri họ cầm thì nó không có số ô và số thửa, cái đấy chưa đúng với các quy định về việc cấp đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Siri. Điều thứ hai nữa là cái việc thanh tra chính phủ có nêu trong cái kết luận thanh tra thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội không đấu giá để chọn lựa chọn nhà đầu tư. Đấy, cái thứ ba nữa là cái việc áp dụng pháp luật trong cái việc xác định là đất của gia đình nhà ông Việt là đất công, thì cái việc đấy căn cứ vào đâu để áp dụng cái này để hợp pháp hóa cho Siri để ra sổ sổ đỏ. Phần đất đang tranh chấp nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến dư luận đặt ra câu hỏi về tính pháp lý của dự án này. Trong khi đó, người dân có giấy tờ hợp pháp lại đang lao đao gõ cửa từng cơ quan công quyền, mong muốn tìm lại sự công bằng, mong muốn kết thúc 29 năm đằng đẵng đơn thư, kiện tụng. Chúng tôi đã liên hệ làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và các cơ quan đơn vị có liên quan để thông tin đến quý vị và các bạn vụ việc này trong các bản tin sau của chương trình. Thưa quý vị, sáng qua 25 tháng 3, Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết đã xử phạt 3 quán nhậu Victory, Max Beer Garden và Idol Food and Beer nằm trên đường Hoàng Thị Loan gần cầu vượt ngã ba Huế do vi phạm tiếng ồn theo Nghị định 45 năm 2022. Thậm chí có quán buộc phải dừng hoạt động. Trong đó, quán nhậu Max Beer Garden bị phạt 70 triệu đồng do tiếng ồn phát ra từ hệ thống âm thanh vượt quá quy định, đình chỉ hoạt động do gây ô nhiễm môi trường 4 tháng. Quán nhậu Idol Food and Beer, quán nhậu Victory bị phạt 50 triệu đồng do vi phạm tiếng ồn. Hiện các quán Max Beer Garden và Victory đã phải đóng cửa, dừng hoạt động. Công an quận Liên Chiểu khẳng định những trường hợp cố tình tái phạm sẽ bị rút giấy phép kinh doanh. Phố nhậu trên đường Hoàng Thị Loan thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, vốn được biết đến là nơi có nhiều tụ điểm ăn chơi, mở nhạc công suất lớn từ tối đến khuya, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân. Gần hết quý 1, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đạt hơn 300.000 tấn, tăng khoảng 166% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bình quân đạt gần 2.000 tấn một ngày, tăng 70,2% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu là hàng hoa quả, nông sản. Nhộn nhịp nhất là hoạt động xuất nhập khẩu qua lối mở km 3+4 Hải Yên khi có hơn 10.300 phương tiện chở 159.000 tấn hàng hóa thông quan từ đầu năm cho tới nay, tăng hơn 340% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là thủy hải sản đông lạnh, tôm cua, cá sống. Hiện hoạt động thông quan hàng hóa tại tất cả các cửa khẩu, lối mở ở Móng Cái đã khôi phục và ngày càng tăng cả về chủng loại hàng hóa cùng với số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Việc Trung Quốc cho phép loại hình nhập khẩu của cư dân biên giới được miễn thuế khi mua bán, trao đổi hàng hóa với giá trị 8.000 nhân dân tệ một ngày cũng góp phần gia tăng lượng nông sản, thủy sản Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường này.